Tử vi tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, năm 2021, Tân Sửu, nữ mạng, công danh thăng tiến, tài lộc đầy nhà. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, vào dịp cuối năm cũ hay đầu năm mới, chắc hẳn ai cũng tò mò muốn biết vận thế của mình năm 2021 như thế nào, tốt xấu ra sao. Cũng giống như mọi người, bước sang năm 2021 Tân Sửu, những người tuổi Đinh Tỵ nữ mạng chắc hẳn cũng đang mong muốn tìm kiếm cho mình một giải pháp để sang năm mới có nhiều thuận lợi, gia đình hòa thuận, tài lộc vượng tiến, sức khỏe dồi dào. Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi về tử vi tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, nữ mạng, năm 2021 Tân Sửu để được biết toàn bộ cát hung của mình trong năm. Kèm theo đó là những giải pháp giúp cho người tuổi Đinh Tỵ cảm thấy khỏe mạnh, hạnh phúc và viên mãn. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Khi xem tử vi năm 2021 tuổi Đinh Tỵ nữ mạng, quý bạn sẽ nắm bắt được sự tốt xấu của mình về các phương diện tài chính, công danh, gia đạo và sức khỏe. Qua đó, quý bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất, đầy đủ nhất để có được may mắn, hành thông cho năm Tân Sửu. Đặc biệt, trước khi bước sang năm mới, dân gian ta vẫn thường làm lễ nghênh thái tuế ở ngoài sân trong lễ cúng giao thừa. Người nào biết mà nghênh thì sẽ được lộc trời cho, người không biết chẳng may bị phạm vào thì tai họa ập xuống liên miên. Đón cát thần để được nhờ sự che chở cũng là một cách mà hầu hết các thầy phong thủy khuyên dùng. Để có được một năm mới an lành, may mắn, quý vị sinh năm 1977 Đinh Tỵ nên luôn mang theo bên mình một lệnh phù kim bài thái tuế. Lệnh phù gồm có hai mặt, bằng đồng, mang theo kim bài thái tuế bên mình để tỏ lòng thành kính với quan hành khiển của năm, nhờ sự tương trợ của ngài mà cả năm được may mắn, bình an. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Đinh Tỵ trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Tử vi năm 2021 của tuổi Đinh Tỵ có cho thấy bán hợp kim cục do lưu niên và thái tuế tam hợp tạo thành, mang tới vận khí cát lành ở nhiều phương diện cho người tuổi Đinh Tỵ, hứa hẹn một năm thăng hoa, rực rỡ và phát triển. Đặc biệt là mặt sự nghiệp sẽ là phương diện phát triển nhiều nhất. Ngoài ra, tử vi còn dự báo nhờ vào tài hoa của mình mà nữ mệnh Đinh Tỵ có được nhiều thành công, nhân duyên tốt đẹp, được bạn bè giúp đỡ, quý nhân trợ thực khiến vận thế sự nghiệp khởi sắc. Tài vận cũng tăng lên nhờ vào nguồn thu nhập phụ từ việc làm thêm. Năm nay cũng là năm thích hợp để những nữ mệnh Đinh Tỵ độc thân kết hôn. Hơn nữa, tuổi bạn không còn trẻ. Nhìn chung, mọi thứ đều tốt, nhưng đừng lao lực kiếm tiền quá mức mà ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Để có một năm phát triển hơn, thầy Gia Cát khuyên tuổi Đinh Tỵ hãy đeo vòng Bát Bảo Tâm Kinh hàng ngày. Bát Bảo Tâm Kinh là một trong những pháp khí của nhà Phật, sẽ giúp bạn xua đuổi hung tinh và kẻ tiểu nhân luôn rình rập, hãm hại. Đồng thời, vòng tay sẽ giúp bạn tăng phúc, cải mệnh, tăng may mắn, chiêu tài lộc, chiêu mời quý nhân hỗ trợ và giúp đỡ bạn biến con đường sự nghiệp trở nên thuận lợi, hành thông và thành công hơn. Vòng có sức mạnh lớn như vậy là do kết cấu của vòng rất đặc biệt. Mặt trước của vòng là 8 pháp lớn của nhà Phật, cộng thêm vòng trong cùng được khắc bộ lục tự đại minh chú Om Mani Padme Hum, mặt sau là bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, kèm theo đó là hình ảnh đài sen được chạm khắc tinh tế. Cuối cùng là phần trên của vật phẩm có một bông hoa bạch liên, sức sống mãnh liệt và thuần khiết. Tất cả đều tạo nên một vật phẩm hoàn hảo giúp bạn có một cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành, tiền tài dư dả và luôn bình an. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ lá số tử vi năm 2021 tuổi Đinh Tỵ nữ mạng sẽ dựa vào sao hạn và các sao chiếu theo năm. Qua đó có thể kết luận về cuộc sống của bản mệnh theo 4 phương diện chính: tài lộc, tài chính, công danh, công việc,
tình duyên gia đạo và sức khỏe. Từ đó, quý bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan nhất về công việc cũng như cuộc sống của mình trong năm 2021. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình. Về mặt sự nghiệp, tử vi tuổi Đinh Tị năm 2021 dự báo gặp thái tuế tương hợp, hơn nữa còn gặp thương quan phát tài, cho nên nghề nghiệp rất thuận lợi cho hợp tác, làm ăn nhanh chóng. Năm nay thích hợp để thăng quan, tiến chức, nhưng bản thân cần chú ý tránh để đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng đến bản thân mình. Tuổi Đinh Tị nữ mạng năm nay đã 44 tuổi, cho nên trong công việc hẳn đã có một chỗ đứng không tồi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần phải làm việc nhiều hơn. Năm 2021 dự báo cũng có nhiều áp lực công việc đè nặng. Bên cạnh đó, tử vi cũng dự báo bạn phải cần chú ý sự cạnh tranh giữa đồng nghiệp với nhau, tránh sự ghen ghét của người khác khi bạn có mối quan hệ tốt với cấp trên. Tử vi năm khuyên bạn cũng cần phải có bản lĩnh làm việc, kiên định với công tác của mình. Hơn nữa, nên xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người khác để trở thành người có tiếng nói trong công ty. Bạn cũng đừng quá lo lắng trong năm, bạn sẽ có quý nhân trợ giúp nên trong sự nghiệp cũng không có gì quá khó khăn. Nhờ sự tương hợp với thái tuế mà tuổi Đinh Tị gặp được nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp để có thể tận dụng vận may này và có thể bứt phá hơn trên con đường sự nghiệp. Thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng bát bảo tâm kinh. Khi mang theo bên mình, vòng sẽ giúp bạn chiêu tài lộc, tăng may mắn, cải mệnh, chiêu mời quý nhân tương trợ và bảo vệ bạn khi bạn phát triển sự nghiệp trong năm 2021. Về mặt tài lộc, tử vi dự báo tài vận của nữ mạng Đinh Tị sinh năm 1977 trong năm 2021 tương đối tốt. Các hạng mục hợp tác sẽ có được thuận lợi, may mắn với nhiều thu hoạch. Ngoài ra, bạn cũng cần đề phòng bạn bè mượn tiền hay các mối quan hệ xã giao sẽ khiến bạn tiêu pha hoang phí, mất đi lợi ích. Trong năm 2021 tới, tài chính của tuổi Tị không hề tồi, làm ăn gặp thời cũng khiến cho chúng ta gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Tuy vậy, nữ mệnh Đinh Tị cần phải sống biết trước, biết sau, đừng vênh váo quá. Dù có tiền, cũng nên học cách chi tiêu, tiết kiệm mới không khiến bản thân lâm vào tình trạng khó khăn. Bên cạnh đó, bạn cũng không cần mạo hiểm đầu tư vào những thứ không đâu nếu không lợi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tài vận lâu dài. Để có thể thuận lợi và gặp may mắn trong đầu tư, kinh doanh và phát triển sự nghiệp, thì thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy mang theo pháp khí, bát bảo, tâm kinh hàng ngày. Ngoài mang lại may mắn, vòng còn giúp xua đuổi tà khí và chiêu mời quý nhân tương trợ bạn. Về mặt tình duyên, tam hợp sinh tình, lợi cho tình duyên và gia đạo của người tuổi Đinh Tị. Người độc thân vượng đào hoa có nhiều cơ hội gặp gỡ và kết thân với đối tượng ưng ý. Tình yêu nhanh chóng nảy nở, hứa hẹn đám cưới hạnh phúc. Nữ mệnh đã kết hôn có thể gặp được một mối quan hệ bên ngoài. Tuy nhiên, là người đã có gia đình thì nên cần phải chú ý nhiều hơn. Nói chung là không nên phát sinh quan hệ bên ngoài, nếu không sẽ gặp phải ảnh hưởng khiến cho gia đình có nguy cơ tan vỡ. Trong năm 2021, để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn. Về mặt sức khỏe, tử vi tuổi Đinh Tị năm 2021 nữ mạng cho thấy dưới sự che chở của tam hợp quý nhân, xét về tổng thể sức khỏe tuổi Tị bình ổn, thể trạng tốt. Tuy nhiên, trong năm Tân Sửu cũng dự báo có tai họa ngầm, thái tuế thay đổi làm tổn thương ngũ hành hỏa, khiến cho nữ mạng tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 ảnh hưởng đến trái tim, hệ thống tim mạch không tốt, dạ dày hay da rẻ đều xảy ra các biến chứng. Về ăn uống thì có thể ăn thực phẩm an thần như táo đỏ, thổ phục linh, ngô, cá, các loại đậu, ăn ít nội tạng động vật, đồ mặn, rau muối chua. Ngoài ra, bạch hổ hung tinh rình rập, chú ý đi lại kẻo bị va chạm xe cộ, té ngã bất ngờ, nhẹ thì qua loa, nghiêm trọng có thể phải động chạm đến dao kéo. Năm có thiên khốc chiếu, đề phòng có tang chế, chuyện buồn thương trong nhà. Để có một năm mới bình an và khỏe mạnh, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có.
Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ sao hạn của tuổi Đinh Tỵ trong năm 2021 để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất và tìm được cách giải quyết phù hợp. 1. Vận hạn. Hạn toàn tận, chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, ngộ chúng. Người xưa cũng thường nói, hạn toàn tận thường bị hao tài, tốn của, có thể bị cảm mạo, trúng gió, bị tướng giật, gặp tai nạn, bị cướp giật, gặp tai nạn bất ngờ như tai nạn giao thông, lao động hoặc ẩu đả, thương tích, kẻ xấu hãm hại. Hạn toàn tận rất kỵ đối với nữ giới, nhưng tai nạn xảy ra thường là tai nạn đột ngột, bất khả kháng và cũng khó đề phòng, ứng trước. Nếu những người phúc đức kém, vận số xấu có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trường hợp tai nạn đột ngột này có thể kể đến như tai nạn giao thông, tai nạn sông nước, tai nạn lao động, thương tích do ẩu đả hay bệnh huyết áp cao, tai biến, đột quỵ. Có thể nói, hạn toàn tận là một hạn lớn, thiệt hại nặng nề về tài sản, tiền bạc, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. So với những hạn khác, thường chỉ hao tốn tiền của hoặc có hạn chỉ bị bệnh nhẹ. Chính vì vậy, nữ tuổi Đinh Tỵ tuyệt đối không mang nhiều tiền bạc, của cải khi ra đường, cho dù là đi làm ăn, đi chơi, đi du lịch hay bất cứ đâu. Như vậy, không những tránh được hạn cướp bóc, giảm hao tài mà còn không bị nguy hiểm tới tính mạng. Trong làm ăn thì tuyệt đối không thực hiện những việc liên quan đến lâm sản. Tốt nhất là không nên chung vốn làm ăn, kẻo bị tai nạn cũng sẽ bị tiêu hao tiền bạc, sức khỏe. Nếu có điều kiện nên ủng hộ, quyên góp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. 2. Sao chiếu mệnh năm 2021. Tuổi Đinh Tỵ, nữ mạng năm 2020 là 44 tuổi, bị sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Sao Thủy Diệu hay còn gọi là Thủy Tinh là một phước lộc tinh thuộc cửu diệu. Nếu ai được chiếu mệnh thì đó là điều may mắn. Chủ đề tài lộc hỷ sau này rất hợp cho người kim và mộc. Nó mang đến sự bất ngờ và may mắn trong công việc. Người bị sao này thường kỵ tháng 4 và tháng 8, sống như sao Thổ Tú, cho nên có sách viết Thổ Tú, Thủy Diệu, Tứ Bát Ai. Nhìn xét cho kỹ, người bị sao Thủy Diệu có kiết, có hung. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, nữ mạng. Để cập nhật được nhiều thông tin về tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, giả đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, quan tâm và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.